Ok, hai em số 9, số 10. Rồi. Em số 9 này là một... Em số 9 này là một con Morris model F15. Model F15 nha anh em. Cũng khá là ok. Khá là ok từ đó. F15 này là tương đương với con Morris W15 á anh em. Nhưng mà W15 nó dán D, còn con này là F, dòng F thì dán OM. Dành cho anh em là thích dán OM nha. Con này giá của nó là, giá của em nó là 2.4 triệu. Em số 9 này Morris F15 giá 2.4 triệu. Ok. Em số 10 là một em Holibee. Holibee F15M RDS. Giống như cái con như con số 2 luôn nha anh em. Mà con này giống con số 2 luôn. Bằng đồng giá 1.6 triệu luôn nha anh em. Em số 10 này 1.6 triệu luôn. Tiếp tục em số 11 Strong Win Made in China nhưng mà nằm trong bãi hàng bãi Nhật em. Strong Win con này khá đẹp, giống như con Serena vậy. Con này cũng giá 1.5 triệu như con Serena luôn nha anh em. Khá là ok, khá là đẹp liền lại. Con số 12. Cái này là lâu lâu mình em mới nhập về thấy được một cây. Đọc là đìa. Model No 70 luôn. Thường em thích mấy con này. Anh anh đó. Đó hay. Âm nó rất là ấm anh em thấy không? Lâu lâu em về cái này thì có lỗi ở trên cần đã xử lý nè, em mới kiểm tra em thấy nè, nói chung mà đã xử lý cứng cáp cho anh em rồi đó, có bắt ốc này nọ vô rất cứng cáp cho anh em, chung đã xử lý chỗ này. Anh em nào thích kiểu như không có quá quan trọng ngoại hình mà chơi thích âm thanh giống như em thì mua đàn thích âm thanh thì con này khá là ok. Ok, con này em sẽ để rẻ lại 1.4 triệu cho anh em nào thích nha. Em nào thích chơi nhạc cụ thích âm thanh hơn là ngoại hình. Con này khá là ấm á. Ok, 1.4 triệu. Rồi, con số 13 là một em Suzuki. Suzuki C10. Số 13 là một em Suzuki C10.
Suzuki xem nè. Cũng tương đối ok. Suzuki C10. Con này giá của em đó là 1,7 triệu anh em. Lên dây Suzuki C10 1,7 triệu. Con này là số mấy ta? 13. Số 13 1,7 triệu nha anh em. Tiếp tục số 14 Suzuki luôn, nhưng mà con này Suzuki No 34. Con này Suzuki luôn nha anh em. Suzuki model No 34. Ngoại hình thì cũng không đẹp lắm. Để rẻ cho anh em con này 1,5 triệu thôi nha. Con số 14 này 1,4 triệu. Ở mặt tớp của nó thì có mấy cái này không phải là nước nha anh em. Này kiểu nó cũ, nó bị rạn lớp BO quá, chứ không phải là nước, chứ không có phạm gọn. Rồi, số 14 này 1,5 triệu.